cũng như sáng. Uầy uầy uầy, chẳng hiểu chị gái kia bôi cái gì mà trông trắng nõn cả da chúng mày nhở. Chẳng bù cho bọn mình. Ê chúng mày, dạo này thấy tao trắng da không? Trắng hơn thật, nhưng mà tớ trắng hơn cậu ấy. Ừ, trắng hơn tao á, trắng hơn thế nào được. Quá mệt. Trắng hay đen thì chúng mày cũng ế hết cả một lũ, việc gì mà phải chê nhau. Ừ, quan trọng gì việc có người yêu. Bọn tao cứ thích độc thân ấy, độc thân nhưng mà đẹp cho chúng nó thèm. Ôi trời ơi, đã béo lại còn ăn nhiều, ai thèm chứ, cho bọn tao nhá. Bọn tao xin phép chê. Người ta bảo rồi, nhất dáng nhì da nhá. Bọn tao tuy là không được cái dáng, nhưng mà được cái da. Da trắng nõn thế này ai chả thèm. Đúng đấy, may mà bọn mình được trời thương ban cho một cái làn da trắng. Anh chị ơi, làn da của em thế này có được gọi là trời cho không? Anh cười cái gì? Mày không nói tao không để ý. Mày nói tao mới thấy. Dạo này mày đi chăn bò ấy, sao mà đen nhèm thế em? Em có đi chăn bò đâu, chẳng qua là dạo này ra đường ấy, lười đeo khẩu trang, đội mũ với lại chống nắng thôi mà. Mà em nhìn em có đến nỗi nào đâu nhở? Đây đây, đây. Em nhìn đi, nhìn em đã giống bao công chưa? Em thấy em chỉ hơi đen sạm một tí thôi, chứ không giống bao công lắm. Thôi em ơi, mày chịu khó dưỡng da, chịu khó chống nắng vào đi, đeo khẩu trang kín vào, không là bọn tao cho mày ra khỏi bộ ba mỹ nhân đấy. Ê, cái lồng này liệu có úp được gà không đấy? Yên tâm đi, tao còn dự phòng cả cái lưới bắt cá này nữa. Thằng Hiếu nha, mà úp trượt một cái thôi là bọn mình quăng lưới bắt luôn. Đốm lưỡi phết đấy. Mà Thảo đâu rồi nhở? Con Thảo nhanh lên, cứ lè mà lè mè. Em đây. Ôi giời. Ôi giời. Mày định đu theo cái khu thời trang nào đấy hả? Thì thời trang đi bắt gà chứ còn thời trang gì nữa. Em mặc vậy để chống nắng cho đỡ đen da. Nào, các chị không được cười trên nỗi đau của người khác nhá. Đúng đấy, bọn mình có đen như Thảo đâu mà hiểu được nỗi niềm của Thảo. Nhưng mà Thảo ơi, em biết tự bảo vệ làn da của mình dưới ánh nắng mặt trời, như thế là tốt, chị ủng hộ. Này, thế nhưng mà nó cứ ăn mặc như người trên sao Hỏa này, có bố ai dám đi cùng, cả làng cười chết. Anh không đi cùng em thì em tự đi một mình. Em nói đúng là gần dối. Này. Anh chị ơi, bắt lên nó. Mày im mồm, mày nói to thì nó chạy mất bây giờ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đuổi theo đi. Mày, luật. Tướng Quỳnh, chuẩn bị nè. Một, hai, ba, quăng. Chị dậu rồi. Làm món gì ấy? Gà hấp mắm nhĩ đi. Hả? Gà hấp mắm nhĩ á? Ê, tao chỉ nghe đến gà luộc, gà rang, gà nướng, gà rán đi, chứ làm gì có hấp mắm nhĩ là gì nhỉ? Ngon không mày? Ngon thì tao mới bảo chúng mày làm chứ. Vừa ngon vừa lạ, hiểu không? Rồi, đi chuẩn bị đồ nấu. Đã, đi. Đi. Đấy nhờ. Ôi, ok, ok. Ôi, ôi, ôi. Đấy, gà này thì tao và thằng Tuấn đã làm sạch và để ráo rồi, nhá. Tao đã dùng dĩa để xăm vào con gà này rồi. Tí tẩm gia vị cho nó ngon. Chuẩn. Rồi, giờ để tao thấy xả ớt vào hành, nhá. Rồi, bây giờ mình chỉ việc cho vào và dặn nát ra nhé. Rồi, bây giờ thằng Tuấn ấy đập dập cho tao mấy củ xả nhá. Với lại chuẩn bị ít lá chanh để lát mình lót vào cái đáy chỗ hấp.
rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đấy. Bây giờ ấy, mình sẽ phi thơm cái chỗ mà xả ớt và hành mình vừa rán nát nhá. Rồi. Bây giờ ấy, mình sẽ cho vào đây 4 thìa mắm này, 2 thìa đường này, một chút bột ngọt này, một chút bột nghệ này, hạt tiêu này, ớt bột này, lá chanh thái nhỏ rồi đảo đều lên nhá. Ok. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp này xoa đều lên con gà nhá. Rồi để tầm 30 phút để cho ngấm đều gia vị rồi chúng ta sẽ cho lên hấp. Bây giờ chúng ta sẽ cho gà vào và hấp nhá. Chúng ta sẽ đun với lửa to trong vòng 10 phút. Sau khi mà nước sủi thì chúng ta sẽ gọi là vặn lửa vừa đủ. Đấy, tầm 2 đến 30 phút rồi chúng ta bỏ gà ra. Rồi. Đấy, chờ đợi nhá. Đấy, xong rồi. Mời tất cả các bạn fan Gai TV ăn cùng với chúng mình nhá. Mọi người thích món nào thì hãy comment xuống phía bên dưới để chúng mình cùng làm với nhau, ok? Tao thẩm trước. Ui trời ơi, ngon quá Hiếu ơi. Ngon lắm. Hiếu ơi, ăn gà chấm nước mắm này à? Cái mắm tỏi ớt mà ra, hiểu không? Ai thích thì có thể cho thêm ít quất này, ít đường là ngon ngay mà. Thôi ăn đi. Ui. Này, đây xé cho. Xin. Ngon. Ơ, Thảo không ăn à? Nó sợ đen ra, nó không dám bỏ ra để ăn đâu. Kệ nó. Anh không phải thách nhà ra húp tương nhá. Đây này, em chuẩn bị sẵn rồi. Ai rồi? Cái Thảo nhìn tô tô ấy mà thông minh phết nhở. Ai chà, phát minh vĩ đại đấy chứ. Ê, còn không? Cho chị với cái Tuyến mỗi người một cái. Ngồi ngoài này nắng quá. Em có đây này, đây. Hay quá. Đây, chị Tuyến. Đèo vào nữa đen. Cũng tiện phết đấy nhở. Chuyện, em hơi bị thông minh đấy. Ôi ăn nhanh thì tao nếp bây giờ ấy. Ăn đi. Mà nhà cô mua này. Ui, cháu xin cô. Cái này á là nhau thai cừu đấy. Dùng vào á là da mềm mướt, đẹp như mông em bé đấy. Mà hộp to đùng thế này có 100.000 thôi. Mày dùng đến Tết Tây không hết. Vâng, cháu gửi cô tiền ạ. Của Thảo 100.000. Cháu gửi cô nhá. Cô xin nhá, cô về đây. Vâng. Cô về đi Hiếu ạ. Cháu cảm ơn cô nhá. Ui trời ơi,
Mày gạo quánh cả tấn vôi lên người cũng không trắng nổi đâu em ạ. Số nó định rồi nhá. Các em. Ừ, gì đấy? Cháy nhà. Nói thì không nghe. Mỹ phẩm rẻ tiền ấy thì chỉ có đồ đẻo thôi nhá. Vẫn cố mua về để bôi bôi chát chát vào người, giờ nát cả cái mặt mày chưa? Ui ở chân tay kìa. Đúng là nát cả đầy hoa, tàn ba đầy liễu. Chị Quỳnh, chị Tuyến ơi, cứu em với. Chị không phải bác sĩ đâu mà cứu. Tao vừa gọi cô Tuyết sang rồi đấy. Cô ấy sang lựa mà bắt đèn. Còn lâu cô ấy mới sang. Mày không thông minh. Tao ấy, tao bảo cô ấy là tao cần mua một hộp nữa. Phút mốt rồi nha, sang luôn. Hiếu ơi. Ấy, cô ấy sang rồi đấy, liệu bắt đèn. Cô đây. Cô ạ. Ôi dồi, Thảo. Mặt mày làm sao thế cháu? Cô Tuyết ơi, cái dưỡng da cô đưa cháu là hàng giả cô. Cháu bôi vào xong rồi nổi hết mặt mấy người này. Ô, hai cái con bé này. Bằng chứng nào mà mày lại bảo đấy là hàng giả? Nhờ đầu mày bôi không hợp thì sao? Đẩy hãng xịn người ta bôi vẫn bị dị ứng đẩy đi chắc. Nhưng mà cô ơi, hộp to như thế mà có 100 nghìn thì cháu chắc chắn là hàng giả rồi ạ. Cái hộp đấy nhá, tao thương nó nên tao mới bán rẻ nó 100 nghìn. Chứ bình thường á, là phải 300 đấy. Mà tóm lại là chúng mày gọi tao sang đây để ăn vạ đúng không? Đừng hòng nhá, tao đi về. Thôi, cô ấy nói như thế thì chịu rồi. À, anh chị ơi, cứu em với. Cứu kiểu gì bây giờ? Giờ chịu khó qua mấy ngày nó hết thôi, chứ bọn tao chịu. Tao cũng đấy đã. Thôi, lần sau rút kinh nghiệm đừng mua mấy cái hàng vớ vẩn như thế nữa, hiểu không? Ôi dồi ôi. Thôi, mày làm cái gì trong đấy mà nửa ngày mày không ra thế? Hả? À? Mày không cơm nước dọn dẹp gì à? Em không có tâm trạng để ăn cơm đâu, anh dọn dẹp nhà cho em với. Thế mày làm cái gì trong đấy? Mày ra đâu hả? Em có việc không nói được. Con điên làm gì ấy nhỉ? Thế mày có ra ăn cơm không? Anh ăn đi, không ăn đâu, em ăn trong này rồi. Thế nhịn, không ăn cả còn. Hiếu ơi. Yeah. Ăn cơm một mình à? Tôn đi Thảo đâu? Chịu. Nó trong phòng ấy, cả ngày nó không thò mặt ra ngoài. Con này nó cứ bí bí ẩn ẩn kiểu gì ấy. Này, chúng mày tự nhiên như ruồi ấy nhỉ? Đằng nào nó cũng không ăn, còn tao ăn phần của nó đỡ phí chứ. Mời nhá. Mời nhá. Thế cái Thảo nó có đi học không nhỉ? Thảo. Em không đi đâu, anh chị đi đi, em xin nghỉ rồi. Này, mày có thế nào đâu mà mày nghỉ? Tao điện tao mách bố ấy nhá. Em hơi mệt thôi, anh đừng có mách bố nhá. Anh cho em nghỉ 3 ngày nhá. Thế sao tự dưng nó giở chứng thế mày? Ôi này, bình thường nó ốm đến mấy, nó cũng cố lê lết ra đường để đi học. Thế mà hôm nay cương quyết không đi học, cũng không ăn gì cả. Thế là thế nào nhỉ? Hay là Thảo bị trầm cảm vì mấy cái mụn mọc ở trên mặt, bây giờ xấu hổ quá, không dám đi học. Cũng không đến cái nỗi đấy đâu. Thế Thảo bị sao nhỉ? Tao nghĩ nó bị trầm cảm ấy, nên nó muốn tuyệt thực ấy mà. Ê, mà thôi đi học đi, không muộn muộn ấy, chưa phải tính xong. Ừ, đi đi. Lần này mà tao làm gà hấp mắm nhĩ nó không ra nhá, tao là con chó. Món này ngon đó, thơm lên cả làng phải nức mũi thế này mà nó không bị rủ rỗ mới lạ đấy. Thôi, mày có ăn gà hấp mắm nhĩ không? Ngon lắm đấy. Ngon lắm Thảo ơi, không ăn là phí đấy. Thơm thế nhở? Hay là mình ra nhở? Nhưng mà không được, đã mất công tu luyện rồi, giờ mà ra là công cốc đấy, ngày mai mới được ra. Hãy
nhở? Sao Thảo không ra? Con này hôm nay lòng dạ sắt đá nhỉ. Được rồi. Mày không ăn thì bọn tao ăn. Quái chán. Ai? Trước khi ăn, sủa gâu gâu đi bạn. Đúng rồi đấy. Đứa nào bảo con Thảo không ra làm chó, sủa đi. Hiếu ơi, tao công nhận là mày giống chó thật đấy. Ok chú mày, ăn đi, không cho con ăn hết bây giờ, ăn đi. Ê, cho xin găng tay. Cho tao cái. Úi dồi ôi, thèm thế nhở. Nhưng mà thôi, cố gắng lên. Thế sang ngày thứ ba rồi vẫn chưa chịu ra à? Chưa mị. Rồi. Tao nói cho con Thả Tố biết nhá. Tao cho mày cơ hội cuối cùng này. Mày mà không mở cửa ra ấy, bọn tao phá cửa xông vào đấy. Không được phá cửa. Thế mày làm gì mà cứ ở lì trong đấy thế hả? Không cần biết lý do. Giờ mày phải mở cửa ra. Không thì đừng có trách bọn tao mạnh tay nhá. À, con này vẫn ngoan cố à? Tao cho mày 3 giây này. Không được vào. 3 2 1 Không được. Chờ em đến 12 giờ đêm, hết 3 ngày rồi em ra. Không có nói nhiều nhá. 3 ngày mày ở trong đấy mày không ra rồi. Sức chịu đựng của tao ấy, nó có giới hạn. Không, em nhất định không ra đâu. Mày vẫn nhất định không ra. Được rồi, tao có chìa khóa dự phòng. Mày nhờn tao. Mày à. Mày. Mày. À, con này kháng cự này chống đối chúng mày. Hợp lực phá cửa xông vào. Đừng đừng đừng. Hỏng cửa là bố cậu đánh đít đấy. Sợ cái gì? Tao chịu trách nhiệm hết. Phá cửa. Mày. 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 Không được, mọi người không được vào. Cố lên. Cố lên. Nào. Mày làm gì ở trong này? Mày mà không nói thật nhá, tao phụ bố đấy. Khổ quá, em đang dưỡng da. Dưỡng da để chỉ bôi mặt với bôi người thôi chứ. Làm cái gì đến mức phải nhốt mình trong này mấy ngày? Mà mày bỏ cái tay ra nói chuyện với tao xem nào. Không, em đang làm theo cách da đỗ mà người ta dạy trên mạng. Da đỗ là gì? Muốn da đỗ càng trắng càng mọng thì phải ủ trong tối. Người ở chỗ tối thì càng trắng da. Nếu ra ngoài hay là dưới ánh sáng điện cũng sẽ bị đen sạm đi. Nên là em ở trong phòng tắt điện 3 ngày anh chị ạ. Cái phương pháp gì lạ thế nhỉ? Rồi mày đã trắng da được chưa? Hả? Em không được dùng điện thoại vì ánh sáng xanh không tốt. Càng không được soi gương nên là em chẳng biết trắng lên hay không nữa. Thế đâu mày bỏ cái mặt mày ra tao xem nào. Để bọn tao nghiệm thu cho. Nhưng mà còn mấy tiếng nữa mới hết giờ cơ. Ồ, mấy tiếng nữa có trắng lên được bao nhiêu đâu. Mày cứ bỏ ra đi, nếu như trắng thật nhá, bọn chị còn bắt chước theo. Vâng, thế để em thử. Ui dồi. Ui. Cái cuối cùng rồi đấy anh chị ạ. Ôi dồi ôi, nó mặc bao nhiêu lớp áo thế này không trắng mới lạ đấy. Trông Thảo cứ như đang bóc bánh chưng ấy. Ui dồi ôi, quánh cả tất này. Sao thế anh chị? Thảo ơi, em nhìn này. Cứu em à. Sao người nói lại mặc mụn thế này nhở? Này, thế mấy hôm nay có chịu tắm giặt với rửa mặt gì không đấy? Em không. Em cứ nghĩ là không đi ra đường thì không cần phải rửa mặt. Mới lại em sợ tắm,
sẽ mất tác dụng của thuốc nên em không dám. Trong vòng 3 ngày mà em không rửa mặt sạch thì cặn bẩn sẽ rơi vào lỗ chân lông, sẽ khiến vi khuẩn gây ra mụn đấy. Trắng đâu chưa thấy, giờ tao chỉ thấy mặt mày như cái nghĩa trang ấy. Chỉ ăn với ngủ thôi, kiểu này kiểu gì cũng phải béo lên đi, 3 cân móc hàm đi chẳng chơi. Bây giờ em phải làm sao hả anh chị? Ôi khổ thân. Thôi sao chừa nhá, lần sau đừng có bôi linh tinh lên người, lên mặt nữa. Ôi, lợn lành, lợn què. Thôi mày im cái mồm mày đi, đừng có khóc nữa. Để tao gọi bố, nhá. Mày giỏi thật, dám nghỉ học tận 3 hôm để ở nhà làm mấy cái trò ba lăng nhăng này. Anh đừng mách bố nhá, bố đánh em chết mất. Thế thì tao kệ xác mày, nhá. Mà thôi cứ để đấy, mấy ngày nó khắc khỏi. Từ sau chừa cái kiểu làm đẹp như này đi, nhá. Tập trung vào mà học hành, cái đấy mới là cái quan trọng. Tuổi này là tuổi học hành, chứ không phải là tuổi làm đẹp nhá. Làm đẹp ấy, xong rồi dai nó thấy nó tớn lên, rồi yêu đương, rồi cưới sớm ấy, có phải khổ không? Là thế à? Vâng, em biết rồi. Mà cũng tại chúng mày nhá, cứ bo đỉ Samsung nó cơ. Thôi, cố gắng mấy hôm nữa khỏi đi rồi chị cho cái hộp dưỡng da của chị, tốt lắm. Thôi, em sợ lắm rồi chị ạ. À, bây giờ bôi bất cả cái gì lên người, em đều phải hỏi bác sĩ da liễu trước đã. Thế là chị dạy em mấy cái bài tập giảm cân nhé. Thôi, em đói lắm, các anh chị có gì cho em ăn không? Chứ mấy hôm nay em chỉ ăn kẹo bánh thôi, em đói lắm. Ngoài vườn kìa còn mấy cái xương gà, mày có ăn không? Tao lấy cho.